Tử vi tuổi Tân Dậu 1981, trong 6 tháng đầu năm, cực tốt. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của những người Á Đông. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Những cô chú tuổi Tân Dậu 1981 có được quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng được củng cố vững mạnh. Xin mời quý vị, cô chú và các bạn hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của các cô chú tuổi Tân Dậu 1981 trong 6 tháng đầu năm. Quý anh chị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là phần đánh giá tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu trong 6 tháng đầu năm 2021. Cô chú tuổi Tân Dậu thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế. Tuổi Tân Dậu được tam hợp kim cục trợ mệnh, vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện, mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi sinh năm 1981. Dự án hợp tác suôn sẻ, có được quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tài chính trong 6 tháng đầu cũng được nâng cao. Các khí mang tới cho cô chú nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn lớn. Có thể nói, cô chú gặp được thiên thời, điền lợi, nhân hòa khi vừa có quý nhân vượng lại được tỷ kiên thôi thúc, nên sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, mưu sự lớn sẽ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư đều có thể thắng lớn. Tuy nhiên, vận khí may mắn chỉ là một phần nhỏ, thành công hay không vẫn cần có sự chủ động, tích cực, tự thân phấn đấu của cô chú để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch đang theo đuổi. Và để có một năm bình an, gặp nhiều may mắn của các cô chú tuổi Tân Dậu thì nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý nhân, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Cụ thể từng phương diện như thế nào thì xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video ngày hôm nay. Đầu tiên, về công danh, sự nghiệp. Sau tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu như được vén màn mây mù che phủ, mà hanh thông, rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Cô chú sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lớn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có lợi nhiều hơn, tỷ lệ thành công cao. Những mưu sự của cô chú sẽ dễ thành, chi lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Hơn nữa, cô chú còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên, cũng như sự đồng thuận của cấp dưới. Con đường phát triển của cô chú sẽ càng thêm hanh thông, thuận lợi. Ngoài ra, thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, như khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, cô chú tuổi Tân Dậu vẫn kiên định với mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Về tiền bạc, tài chính. Về tài chính của cô chú tuổi Tân Dậu không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ.
Cô chú được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liêm hộ, song hộ, vận khí thăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính và phụ của cô chú đều tăng. Vì vậy, cô chú cần nắm bắt được cơ hội nâng đỡ quý nhân, gặt hái những thành công về cho bản thân mình. Thầy Gia Cát khuyên cô chú có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, thì cô chú tuổi Tân Dậu cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ trong sự nghiệp, việc làm ăn kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Nhân duyên của cô chú khá lý tưởng, các mối quan hệ rộng được mở, cô chú kết giao thêm nhiều bạn bè và cả đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, cơ hội tình cảm cá nhân lại không nhiều nếu cô chú không chủ động nắm bắt. Còn với cô chú vẫn còn đang độc thân, nhân duyên vượng giúp gây được thiện cảm đối với nhiều người. Do vậy, nếu cứ ngồi yên chờ đợi thì cơ hội có được hạnh phúc không nhiều, cần phải chủ động hơn. Cần vận dụng triệt để các mối quan hệ của bản thân để tìm kiếm người phù hợp. Nếu không thì tình trạng đơn thân vẫn còn kéo dài. Các cô chú đã có gia đình cần đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể suy nghĩ và phát ngôn phù hợp. Đôi lúc sẽ có xu hướng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương mà không cần suy xét đến cảm nhận của người ấy ra sao. Nếu không sẽ rất dễ khiến gia đình lục đục, vợ chồng khúc mắc. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Cuối cùng là sức khỏe. Dưới tác động cát lành của tam hợp thái tuế, sức khỏe của cô chú tuổi Tân Dậu vốn đã tốt, nay lại thêm phần cát lành. Có bệnh, gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi. Sức khỏe của cô chú tuổi Tân Dậu không có điều gì đáng lo ngại. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, cô chú vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng và chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là với phụ nữ mang thai, rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Tân Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong 6 tháng đầu năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây là dự báo vận hạn 6 tháng trong năm 2021 cho tuổi Tân Dậu. Đầu tiên là vận hạn tháng 1 âm lịch. Tháng này, cô chú có sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình. Cơ hội thăng tiến của cô chú đang rộng mở trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện. Cho nên mệnh chủ cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Vượng tài khí đón tin vui về tiền bạc, có lộc kinh doanh, buôn bán đầu năm. Thứ hai, vận hạn tháng 2 âm lịch. Cục diện tương xung xuất hiện trong tháng 2 âm lịch báo hiệu những điều xui xẻo đe dọa vận trình của cô chú. Mưu sự khó thành, có điểm báo tranh chấp, cô chú nên cẩn trọng trong từng hành động của mình. Tài vận trong tháng của cô chú có dấu hiệu sa sút do bị nhiều hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Thói quen tiêu xài không có kế hoạch của cô chú cũng sẽ gây ra gánh nặng kinh tế. Do đó, điều quan trọng trong tháng này là cô chú phải tiết kiệm hết mức có thể để cuộc sống bớt áp lực. Bên cạnh đó, cô chú cũng nên đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ. Cẩn thận có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến công việc. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm để cô chú phấn đấu tiến tới sự đột phá. Cô chú may mắn được thêm lục hợp nâng đỡ. Với bản lĩnh sẵn có, đầu óc biết tính toán thì cô chú sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều lời tán dương, thậm chí là ngưỡng mộ. Công việc cô chú có sự tiến triển thuận lợi ngoài dự kiến, sẽ có sự thăng tiến trong sự nghiệp. Thứ tư, vận hạn tháng 4 âm lịch.
Cô chú tuổi Tân Dậu nhờ có tam hợp che chở mà công danh sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực trong tháng này. Trong công việc, cô chú có nhiều đột phá, được quý nhân giúp sức, sớm giành được thành quả khả quan. Hơn nữa, vì cô chú luôn chọn đường đầu thách thức để tìm ra cơ hội phát triển, điều đó sẽ đem về kết quả xứng đáng cho cô chú, mở ra cơ hội thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, cô chú cũng sẽ chi tiêu tiền bạc để mở rộng công việc làm ăn, kinh doanh. Vận hạn tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, vận trình sức khỏe của cô chú tuổi Tân Dậu không được khả quan. Cô chú cần chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm và cô chú cần kiểm soát cân nặng thật tốt. Thứ 6, vận trình tháng 6 âm lịch. Vận trình tổng thể của cô chú tháng này rất tốt, các khí rất vượng. Trong tháng này, công việc của cô chú không chỉ khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên. Có người thậm chí còn được thăng quan, tiến chức. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm có tiến triển mới, được người thân, bạn bè xung quanh ủng hộ. Tình cảm vợ chồng ngày càng được củng cố, có thể đón tin vui về chuyện con cái, gia đạo, hài hòa. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Tân Dậu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn cho tuổi Tân Dậu. Trong nửa đầu năm Tân Sửu, cô chú tuổi Tân Dậu may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 là tháng đại cát. Nhưng mong các chú Tân Dậu cũng phải cẩn thận một chút vì có hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Còn đối với cô thì trong khoảng thời gian gặp phải sao thổ tú chiếu mạng. Thổ tú là hung tinh thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4. Quý cô Tân Dậu còn gặp hạn huyền tuyền là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Người gặp hạn huyền tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu giành lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Thứ hai là luận hung các niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Đinh Dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng cát, giải thần, hàm chỉ tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liên, thiên quan tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao hoa cái, thiên phúc, long trì, tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao. Nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, phá toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tam môn mang điểm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn, sóng nước. Nhìn chung, vận trình năm Tân Sửu 2021 của cô chú cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Cô chú có các dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè, người thân giúp đỡ hết mình. Tài chính trong năm cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn. Ngoài ra, bản thân trong năm 2021 vẫn cần có sự chủ động nhất định, tích cực, tự thân phấn đấu để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Nếu cô chú muốn có vận khí tốt hơn, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều sự may mắn cho cô chú, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của kênh Phong Thủy Gia Cát cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát.
Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đeo. Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.